Xin chào các bạn, hôm nay video hôm nay Vũ sẽ thanh lý một dòng loa mà đã theo Vũ cách nay được khoảng 4 đến 5 năm rồi các bạn. Thì đây chính là một dòng loa All-in-One những thế hệ đầu tiên từ JBL, đến từ thương hiệu JBL. Mời các bạn cùng xem video mình review cái loa này. Trước mặt các bạn đây chính là mẫu dòng loa 208B của thương hiệu JBL. Thì đối với con loa này là một những thế hệ đầu tiên, là thời mà của con Aeon One Pro mọi người mua rất nhiều. Trước đây Vũ giới thiệu cho mọi người rất là nhiều đó. Thì đó là những thế hệ đầu tiên. Thì đây là cũng một thế hệ All-in-One. Và đây là một dòng loa nó tích hợp luôn cả phần mixer trong đó, và hỗ trợ chúng ta hai quả loa Red và Right. Và mỗi loa như thế này là có công suất là 150W một kênh. Như vậy đồng nghĩa hai loa này tích hợp lại là sẽ là 300W, đồng nghĩa về là gấp đôi so với lại combo S1 Pro. Đó, thì mình so sánh vậy cho các bạn dễ hình dung cái combo S1 Pro ha. Nhưng với đặc biệt ở con này là nó hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều line input, thậm chí là hỗ trợ rất là nhiều ngõ. Và cả cái hệ thống này á, thì những dòng loa này nó sẽ rất là phù hợp cho những tệp khách hàng. Ví dụ như là những bạn đang đi học nhạc nè, hay là đang luyện thanh nè, hoặc là những bạn mà mua về để đi show những cái trình diễn mà play acoustic đồ này nọ, có thể chơi được nhiều nhạc cụ cùng một lúc á, nào là ca dông, nào là piano, nào là guitar nè, thì chúng ta để kết hợp để thành một cái band. Và trên một hệ thống loa chúng ta có thể cho người ta thuê tiền loa rồi bao gồm cả công band của mình luôn, thì nó rất là tiện lợi. Thì đây là một trong những giải pháp mà cái này cũng đã rất là lâu, bây giờ các bạn cũng có thể nhiều option. Bây giờ mình sẽ giới thiệu về những tính năng của nó ha, rồi sau rồi mình sẽ nói về cái giá. Nói chung là rất là đẹp và hỗ trợ cho các bạn để bạn có thể sở hữu sản phẩm. Thì có mặt sẵn tại Thiên Vũ, 79 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5. Thì các bạn có thể đến đây hát thử, hay những khách hàng chúng ta đến nghe thử trực tiếp để đánh giá thực tế luôn. Và chúng ta ưng thì chúng ta bê về luôn. Ok. Thì đối với con 208B của JBL này, nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta là tổng cộng là 4 đường line input. Và đặc biệt là nó với thời đó mà nó đã có hỗ trợ ngõ Bluetooth là một điểm rất là hay. Nhưng mà theo Vũ đánh giá cái con Bluetooth này, cái sóng nó ở chỉ mức là khoảng tầm 8m đến 10m thôi nha các bạn ha. Nó không được quá xa giống như những cái con Bluetooth giống như là Bose S1 Pro hay những cái thế hệ mà Electro Voice như thế hệ mới bây giờ. Đó. Và nó cũng đã tuổi nó cũng đã đâu là khoảng 4-5 năm rồi. Nhưng mà các bạn thấy về hình thức ngoại hình nó rất là mới. Nó chỉ có chày xước sơ ở phần đáy để do mình để thôi, vì nó là một dòng di động mà. Nhưng mà còn về mặt tiền, về mặt lưới loa, đây các bạn thấy lưới loa trên đây nè. Đó, các bạn thấy không, nó mới keng xà beng à. Đó, nó là một dòng PA di động, nó giống như một dòng loa full. Đó, các bạn thấy chưa. Đó, chúng ta lại gắn keyboard lên thế này để trình diễn. Chúng ta để càng cao thì chúng ta sẽ lấy được càng low, cái low càng tốt các bạn ha. Nhưng mà phải đảm bảo được, giữ được cái góc phụ của trap nó phải ngang tay, hoặc là trong phạm vi trong vùng phủ các bạn ha. Chứ đừng cao quá này cũng sẽ sai. Đó. Rồi, quay lại cái con mixer này. Với con mixer này á, thì 208B các bạn có được hỗ trợ luôn cả reverb và 4 cái kênh reverb độc lập. Đây là 4 kênh reverb độc lập các bạn. Và chúng ta có thể tắt mở reverb thoải mái, on và off thôi các bạn. Đây, đơn giản. Và này nó hoàn toàn nó là analog, nên rất là dễ cho những bạn mà không hiểu về công nghệ, hay là không có chuyên sâu về âm thanh, thì chúng ta có thể sử dụng này rất là đơn giản. Bass mix check giống như cái âm ly đời ngày xưa. Nhưng mà độ hoàn thiện cho đến phần thiết kế các bạn nhìn nó rất là xịn sò. Đó. Và những dòng này thường thường ngày trước á, mình chúng ta sẽ so sánh với những dòng như là Fender đó các bạn ha. Thường thường những trong một phòng nhạc cụ ta hát, ta tập hát với nhau, ta sử dụng dòng này. Thì nói luôn cho các bạn biết, thì những cái dòng này cái tiếng chất nó rất là mộc, rất là thanh, rất là hay. Nhưng mà nếu mà nói về karaoke thì các bạn phải lưu ý tí xíu, nó sẽ không có phải là nịnh giọng như karaoke được các bạn. Nó sẽ mang tính chất là chất âm nó sẽ hay và nó rất là thật các bạn ha. Ngoài ra thì Vũ sẽ giới thiệu cho mọi người chỗ này nữa nè. Đối với những căn hộ gia đình hoặc là những bạn mà chơi á, chúng ta với diện tích như thế này á, cái con này nó rất là hay ở cái điểm là nó cho chúng ta những ngõ input là 6 ly cũng được, hoặc Canon cũng được nè. Rồi chúng ta có đường input đầu vào là 5-6 thì chúng ta sẽ có ngõ 6 ly nè, hoặc là ngõ RCA nè. Rồi có thêm một ngõ 7-8 nữa nè, 3.5 nè, và một ngõ 6 ly nữa nè. Nó rất là kinh hoàng, tức là cái ngõ support hầu như là không thiếu bất kỳ một ngõ nào.
nó rất là tiện cho những bạn đi chơi band. Ví dụ chúng ta có những ngõ dây 3.5 của điện thoại là hai đầu 3.5 kết nối với iPhone, ví dụ như vậy, hoặc là xe, nó rất là tiện cho những bạn trẻ sinh viên chúng ta có thể đi trình diễn được đó. Nó có hỗ trợ luôn cả những cái micro condenser Phantom Power, rất là đơn giản, 2S dành cho guitar, rất là đầy đủ đồ chơi dành cho một band live acoustic chuyên nghiệp đó. Rồi một cái hay nữa Vũ sẽ giới thiệu cho các bạn luôn là nó cho chúng ta thêm một cái ngõ gọi là out monitor với một cần volume kiểm soát tín hiệu độc lập đó. Chúng ta có thể out ra một cái con sub hoặc là chúng ta out ra thêm một cái con loa, một tín hiệu loa của hệ thống của nhà hàng đi. Ví dụ nhà hàng nó có hệ thống loa thì chúng ta sẽ out cái ngõ này ra một input của hệ thống nhà hàng, thì chúng ta vẫn chơi hết trên hệ thống mixer trên đây, trên hệ thống mixer trên đây, và chất âm sẽ dựa vào cái mixer trên đây và nó đưa tín hiệu ra cho hệ thống loa của nhà hàng của khu vực đó, thì nó cũng rất là hay. Thì các bạn xài quen cái con này, chúng ta bê nó đi, chúng ta sẽ biết setup nó mà chúng ta không phải phụ thuộc vào cái kỹ thuật hay là kỹ thuật âm thanh của nhà hàng đó, và đó là của quán đó. Thì Vũ chia sẻ những cái trải nghiệm và những cái tính năng mà nó mang lại, nó thật sự là thực tế chứ nó không phải là những cái tính năng mà dư thừa đó, để chúng ta khai thác nó đúng chỗ. Rồi còn ở đây là cái volume rồi cho headphone. Thật ra cái này chúng ta cũng sẽ vừa tận dụng nó là một cái monitor ngược lại trên sân khấu cũng được, cũng hay. Nói chung hoặc là một cái ngõ sub cũng hay. Còn đây chúng ta có thể kết nối một cái sub out cũng được các bạn. Đây là chúng ta nó có đã được cắt tầng sẵn nữa thì cũng rất là khỏe, thì chúng ta có thể cắm vào những cái power mà chúng ta không cần phải rót sẵn. Còn những cái ngõ này chúng ta cắn vào sub điện thì nó cũng rất là ok. Nói chung là nó rất là tiện. Cái này nó được cắt sẵn, con này không cắt sẵn thì chúng ta có sub điện thì chúng ta không phải lo. Rồi con này dành cho những cái sub mà không có phân tầng trong đó thì chúng ta cắm trực tiếp qua luôn, nó xử lý sẵn. Nó rất là hay, rất là nhiều ngõ out. Đấy, đồ chơi. Và ngoài ra cái con lo này hãng nó cho chúng ta một cái tai mic AKG đó, và kèm dây đó, và thao tác rất là dễ đó, và đặc biệt là chất âm nó rất là hay. Con này Vũ đã review cái này được mấy năm rồi và Vũ review lại để mình thanh lý nó luôn để cho bạn hiểu được tính năng nó. Thì cái dây này sẽ được cắt ở phía sau này, và khi mà chúng ta di chuyển đi á thì chúng ta chỉ cần nâng nó lên thôi. Các bạn đợi xíu đó. Đó, đây là phần ít chúng ta có thể gắn vào tripod, chúng ta có thể đặt nằm đấy. Các bạn thấy không, rất là chuyên nghiệp. Nói chung là tùy chơi trống thì chúng ta để nằm như thế này, làm monitor cũng được đó, rất là nhiều kiểu. Rồi chúng ta để sau thoải mái vô tư ha. Và chúng ta chỉ có hai ngõ sáu ly mono để chúng ta kết nối giữa cái mixer trung tâm thôi, dây nhợ họ cho sẵn hết rồi nên chúng ta chỉ cần cắm vào là chúng ta dùng thôi, không cần phải lo điện, chúng ta cầm đúng cái dây nguồn thôi. Bây giờ Vũ sẽ ghép thử cho các bạn xem cái cách cái phương thức nó ghép ha. Đấy thì mình chúng ta chỉ cần để g vô thế này thôi đấy, và chúng ta cần đóng mạnh vô đây này đấy, xong. Và chúng ta muốn mở ra nó có hai cái nút đây, chúng ta nhấn để nó mở ra nè. Đấy, nó sẽ có cái khớp quạt ra. Ủa, kéo ra. Đấy, các bạn thấy không? Nó có cái gờ đây nè. Đây và nó có cái khớp đây nè. Đấy, cái khớp này các bạn thấy mình vừa nhấn không? Đó, nó nhảy ra các bạn thấy không? Đó, này chỉ đơn giản vậy thôi, chúng ta có thể xách nguyên một cái loa chúng ta đi di chuyển. Ok. Như vậy là Vũ đã giới thiệu sơ cho các bạn về cái mẫu loa 28B mà Vũ muốn thanh lý cho mọi người. Thì với cái loa này thì Vũ sẽ thanh lý. Thì trước đây cái loa này có mức giá là 18 mấy, và hiện tại giá thị trường nó rơi đầu khoảng tầm 16 triệu gì đó. Thì bây giờ nó vẫn còn tương đối là mới, và Vũ vẫn bảo hành cho khách hàng 6 tháng khi mà sử dụng nha, dù là mình thanh lý nha. Thì đối với khách hàng mà mua ở đây mình sẽ bán với giá là 12 triệu, và Vũ sẽ tặng kèm cho khách hàng thêm một bộ micro E1 nữa, để cho những bạn nào đi hát nhỡ mà có yếu thì có phần echo, những phần delay để hỗ trợ về giọng hát của mình. Cái thứ hai là mọi người có thể đôi khi mình xách đi picnic đi chơi thì chúng ta có thể hát được karaoke vẫn ok nha. Ok, nếu cái video này các bạn thấy hay thì đừng quên bấm like và share. Vũ sẽ làm nhiều video hay hơn cho các bạn cùng xem, giới thiệu nhiều sản phẩm. Và Vũ thanh lý như này, Vũ để đưa những dòng sản phẩm mới về để mình có tiền mình mổ ruột những cái lo khác nha các bạn ha. Ok rồi, bây giờ mình sẽ nhờ Sang hát vài câu cho các bạn thử. Còn để các bạn đến trải nghiệm thực tế nhất thì các bạn đến showroom Thiên Vũ 779 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye. Hồi mùa thu đang du mịn mà, mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng. Nhưng có biết nơi đây nào không, còn là
đầu trông như lá siêu bông. Hơi siêu bông ơi, hơi siêu bông, bình minh chưa hết, tôi phải tìm sâu. Vì mặt người ta đã đi, lấy trời.